chào quý vị độc giả của tạp chí Tiếp Thị Gia Đình. Bây giờ chúng ta thì lại nhắc tới người đẹp á, với đi kèm với một cái danh từ khác, đó chính là đại gia. Thì thực sự khi mà Diễm mới bước vào nghề thì Diễm nghe những cái này Diễm thấy hơi chối tai. Diễm không hiểu tại sao mà nó lại có một cái từ nó đi song song như vậy. Chắc hẳn là phải có một cái lý do gì đó. Và Diễm cũng thấy là đâu nhất thiết phải là chân dài, chân ngắn cũng lấy đại gia mà. Nên là Diễm thấy cái chuyện đó không nên áp đặt làm gì. Quan trọng là mình cảm thấy người đàn ông đó tốt và mình có thể gắn bó đến trọn đời. Thì cái chuyện đại gia hay không đại gia, chân ngắn hay chân dài đó không phải là một vấn đề to lớn.